Chúng ta cùng sang tiếp với bài số 2. Bài số 2 này bài cũng yêu cầu chúng ta là tính bằng cách thuận tiện nhất. Ý A của chúng ta có 30 năm nhân với 50 cộng với 30 năm nhân với 49 rồi cộng với 30 năm. Đây là một cái dạng bài toán mà chúng ta rất hay gặp. Rất hay gặp. Thì chúng ta có áp dụng đó là gì nhỉ? Thì chất về nhân một số với một tổng, chúng ta có A nhân mở ngoặc B cộng C thì bằng A nhân B cộng với A nhân C. Thì chúng ta thấy rằng này, chúng ta có thể tính ngược như sau. A nhân B cộng A nhân C, chúng ta có A chung. Hai biểu thức này có thừa số A chung. Chúng ta bỏ ra ngoài, bên trong còn B nhân C. Áp dụng vào bài tập này chúng ta có này. 30 năm nhân với 50 và 30 năm nhân 49, chúng ta có thể kết hợp được với nhau. Như vậy thì chúng ta thấy rằng số 30 năm này còn thừa đúng không? À, với bài tập này thì các em nhớ thêm một điều rằng số 30 năm này chúng ta có thể viết thành 35 x 1. Do đó, ở bước số 2 thì viết như sau, bằng 35 nhân với 50 cộng với 35 nhân với 49. Và số 30 năm này thì viết bằng 35 nhân với 1. Em hình dung chưa? Như vậy chúng ta đã có 3 biểu thức này. 1 này, 2 này, 3 này. 3 biểu thức này kết hợp với nhau bởi dấu cộng. Và chúng ta thấy rằng số 30 năm là một thừa số chung. Do đó chúng ta có thể viết ra ngoài 30 năm nhân với hình thành dấu ngoặc. Bên trong còn này, biểu thức đầu tiên có số 50 cộng với biểu thức số 2 có số 49 dấu cộng. Biểu thức số 3 có số 1 bằng 30 năm nhân. Ở bước này chúng ta nhận thấy rằng biểu thức của chúng ta có phép cộng, phép nhân và dấu ngoặc. Và chúng ta thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Trong ngoặc của chúng ta có 50 cộng 49 bằng 99, 99 cộng 1 bằng 100. Vậy chúng ta bằng 30 năm nhân với 100. 30 năm nhân 100 thì bằng bao nhiêu game? À, bằng 3500 đúng không? Chúng ta thêm 2 số 0 vào đằng sau. Như vậy chúng ta được kết quả 3500. Tương tự ý B. Ý B có tương tự ý A không? Giống đúng không? 123 nhân 97 này. 2 nhân 123 này. Và số 123 này chúng ta viết bằng 123 nhân 1. Vậy ở bước số 2 chúng ta viết 123 nhân với 97 cộng với 123 nhân 2. Thì đổi vị trí đi để các em dễ dàng hình dung. Có sao đâu? Không sao đúng không? 2 nhân với 123 và 123 nhân 2 không hề khác nhau. Vì phép nhân có tính chất giao hoán. Rồi chúng ta cộng với 123 này, chúng ta nhân với 1. Được chưa? Tới đây chúng ta thấy rằng có 3 phép nhân này kết hợp với nhau bởi số cộng. Và chúng ta thấy rằng có 123 là một thừa số chung. Vậy chúng ta đặt ra ngoài và phép nhân hình thành dấu ngoặc. Biểu thức đầu tiên chúng ta còn 97 cộng với biểu thức số 2 chúng ta có 2 cộng với biểu thức số 3 chúng ta có số 1. Tới đây thì chúng ta thấy rằng biểu thức của chúng ta gồm có phép nhân, phép cộng và dấu ngoặc. Vậy quy tắc của chúng ta phải ưu tiên dấu ngoặc trước. Dấu ngoặc trước, sau đó thì chúng ta thực hiện là 123 giữ nguyên. Dấu ngoặc 97 cộng 2 bằng 99, 99 cộng 1 bằng 100. Chúng ta được 123 nhân 100. Và chúng ta được kết quả 1, 2, 3 và thêm 2 số 0 vào đằng sau. Như vậy chúng ta lấy kết quả là 12.300. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 2 trong chuỗi video về ôn thi học kỳ 1 toán 4 với dạng toán tính nhanh, tính bằng cách thuận tiện nhất. Hẹn gặp các em ở trong những bài giảng tiếp theo. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi được các bài giảng tiếp theo của thầy.